Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây bẩm sinh trà phục kiến nha. Cây này có hoành là 6 nha. Cao là 19. Còn cái tán bay đũa là 25 nha. Đánh con. Một phôi bẩm sinh trà phục kiến nha. Hàng máu dừa khai thác về nha anh chị cô chú. Đây là bầu sơ dừa nha. Đây bầu sơ dừa nha. Đây rất đẹp luôn. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.